Chế độ dinh dưỡng của phụ nữ trong thời kỳ mang thai có vai trò khá quan trọng. Trong suốt thai kỳ, phụ nữ sẽ được các bác sĩ chuyên khoa khuyến nghị về thực phẩm nên ăn khi mang thai và thực phẩm nên tránh. Mặc dù trái cây là một phần của chế độ ăn uống cân bằng tốt, nhưng một số loại trái cây trong đó gồm đu đủ xanh được yêu cầu phụ nữ mang thai nên tránh. 1. Bà bầu ăn đu đủ xanh có được không? Câu trả lời của các chuyên gia cho rằng bà bầu không nên ăn đu đủ xanh bởi trong nhựa quả đu đủ xanh có chứa chất papain có thể gây cơn đau thắt tử cung. Tình trạng này dẫn đến sảy thai đối với mẹ bầu mới mang thai. Ngoài ra, chất papain còn làm chậm sự sinh trưởng của bào thai, có thể gián tiếp gây đến xuất huyết nho thai. Kể cả khi đu đủ xanh không gây sảy thai, sinh non thì chất chymopapain có trong đu đủ xanh cũng làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi. Tuy nhiên, không phải 100% mẹ bầu ăn đu đủ xanh sẽ có những nguy cơ trên. Dẫu vậy, để đảm bảo an toàn cho thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu, 3 tháng đầu nên kiêng không ăn đu đủ xanh. Còn đối với mẹ bầu sau 3 tháng muốn ăn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. 2. Bà bầu ăn đu đủ xanh nấu chín được không? Các món ăn như đu đủ xanh hầm xương, hầm chân giò để cung cấp vitamin C, A, B12 và một số dưỡng chất như là kali, magie, sắt, kẽm, chất xơ. Tuy nhiên, dù được nấu chín thì chất papain vẫn không bị mất đi, vì vậy mẹ bầu không nên ăn, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. 3. Bà bầu ăn đu đủ chín có được không? Đu đủ chín có tới 70% là nước nên rất tốt cho cơ thể, đồng thời hạn chế tình trạng mệt mỏi do cơ thể mất nước. Đu đủ chín không chỉ giúp hỗ trợ tiêu hóa mà còn là liều thuốc tuyệt vời chống táo bón do chứa hàm lượng chất xơ cao. Đặc biệt, mẹ bầu nào sợ thừa cân trong thai kỳ thì ăn đu đủ chín là một giải pháp tuyệt vời vì chỉ có 32 calo trên 100g đu đủ. Đu đủ rất giàu chất dinh dưỡng cho cơ thể, chất chống oxy hóa như là lycopene của đu đủ có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có những bệnh có xu hướng phát triển theo tuổi tác, chẳng hạn như bệnh tim và ung thư. Đu đủ cũng có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy, giúp làn da của bạn mịn màng và tươi trẻ. 4. Bà bầu ăn đu đủ chín như thế nào là đúng? Khi ăn đu đủ, nên bỏ hết hạt trước khi ăn bởi trong hạt đu đủ có chất capin tác động xấu đến hệ thần kinh và gây rối loạn mạch. Đối với các mẹ có nguy cơ hoặc tiểu đường thai kỳ, chỉ nên ăn 2-3 lần một tuần. Các mẹ bầu đang bị tiêu chảy không nên ăn đu đủ vì nó có tính nhuận tràng. Không nên ăn đu đủ lạnh vì bản thân đu đủ cũng có tính hàn. Nhìn chung, đu đủ là một loại quả bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, tuy nhiên mẹ bầu cần lưu ý khi lựa chọn đu đủ chín hay xanh để ăn. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu nên tránh ăn những món ăn chế biến từ đu đủ xanh vì dù ở trạng thái nào, chất papain trong đu đủ xanh vẫn còn và không tốt cho sức khỏe. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ có lựa chọn thực phẩm đúng đắn và tốt nhất cho thai kỳ.